Xin chào mọi người. Thì hôm nay lại là một clip của mình về việc đi AI. Thì là cái đây là clip anh em sẽ nhận rõ, thấy rõ nhất về việc là khi được Amin độ thì nó sẽ như thế nào. Đây trận đầu tiên mình đi, rất là bình thường luôn. Nhưng mà khi công bố ấy, nó chỉ cần có viện trợ thôi là kết quả nó sẽ khác hoàn toàn. Cho anh em xem luôn, để ai có thể hỏi được những gì từ mình thì là áp dụng vào chiến đấu. Chỗ này mình hơi lỗi tí, để mất một con Jaguar, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Đây bình thường là một tên quân như này sẽ là xong luôn nhé. Với lại chỉ còn khoảng vài con quân nữa thôi thì cái đấy cũng không tính tiền. Nhưng mà đây này, đến lúc này các bạn thấy này, cực nhiều rớt luôn, đông cực kỳ luôn ý. Mình không thể đỡ được, chỗ này khoảng chục con rớt đấy, cả Toren ra nữa. Đây là một trong những trận mình đi AI thì thường xuyên gặp tình trạng như thế này. Và đây có vẻ là trận nặng nhất thì vậy. Thì ngay sau đó mình cũng đi tiếp theo thêm một trận nữa. Thì trận tiếp theo thì có vẻ Amin biết nỗi thì vậy. Trận này mình đi thì rất là nhanh. Ở cái map này thì là nó có một bên đi sẽ thường thường sẽ nhanh hơn một chút, còn một bên sẽ đi chậm. Bên này, bên vàng này với con đỏ thì sẽ đi nhanh hơn một chút so với bên kia. Vì vậy là để cân bằng kết quả thì là người ta phải luyện tập rất là nhiều, và mình phải thuần thục trận nào cũng trận nào đi, và chỉ đợi một trận được độ thôi là có thể giành được top ngay lập tức. Nên là cái này rất là khó khăn. Còn lúc trước đi ấy, thì là chỉ khoảng 1-2 trận thôi, vì trận nào cũng như trận nào mà. Thì 1-2 trận đi, trận nào mình làm tốt nhất thì mình lấy kết quả. Còn giờ trận nào cũng phải làm tốt nhất có thể để có thể may mắn giành được huy chương. Nó dựa vào độ may mắn rất là nhiều và tiêu hao rất nhiều item. Và những cái nick này, huy chương ít này, đi nó sẽ rất là dễ. Những cái nick huy chương nhiều phải kẹp với một nick chưa có huy chương hoặc là ít huy chương thì sẽ không, thì sẽ đi dễ hơn. Đây, quân đồ rất đông. Xong đợt này nhé, rồi hết quân, hay là mình công vào rất là khá là dễ luôn. Thì đi cái này anh em, điều quan trọng nhất về giữ quân là phải giữ được Jaguar, là cái quan trọng nhất đối với quân đỏ. Và quân xanh thì cũng vậy, là phải giữ được rớt. Thì là mình chỉ chuyên chơi đỏ thôi, nên là mình chỉ biết vậy. Còn đấy, trận này đi rất nhanh luôn. Để mình đi với một bạn nữa, bạn bên kia thì trận này có vẻ là làm không được tốt. Nếu bạn làm tốt thì có thể mình sẽ có top 1 rồi, vì trận này không có viện trợ. Kiểu quân địch nữa, quân mình phải, à quân bên đỏ nó bên vàng. Vì là nếu có viện trợ thì sẽ viện trợ cả hai bên, còn không ấy, thì là không hết. Đấy, anh em không có viện trợ gì cả, đi cực kỳ nhanh luôn. Đó. Anh 15 mà mình đi chỉ đây khoảng 7 phút 20 mấy giây thôi, rất là nhanh. Đấy là sự khác biệt giữa trận đấu AI bây giờ dựa vào may mắn khá là nhiều nhá. Thì là mình phải luôn luôn đi tốt, và với đồng minh của mình nữa cũng phải tốt, thì là mình mới có thể giành được huy chương. Đây thì đây huy chương nick này cũng không có nhiều đấy, chỉ một cái huy chương AI thôi, nên là đi nó sẽ dễ hơn một chút. Và những bạn top 1 thì thường thường
thường thường nhé. Còn tất nhiên là hai người có huy chương đi nhau vẫn được, nhưng mà nó tỷ lệ rất là khó. Vì vậy nên là mọi người đi ai chú ý, cố gắng luyện tập tốt và giành được cái thành tích cao nhất có thể thì hãng lấy nhá. Còn kiểu nếu mà mình cứ kiểu thấy được được cái mình lấy thì trận sau đi rất là khó. Mình cũng đi cái nick 11 của mình vậy, mình lấy ở mốc 8 phút rưỡi. Thế sau đó ngay hai trận của ngày hôm sau thì là đi nó cực kỳ khó luôn. Đấy, còn mình đi khoảng 3-4 hôm nhá thì rất là dễ. Sau khi lấy kết quả ấy, xong mấy hôm sau đi rất là khó. Đấy là một những lời khuyên cho anh em nào muốn lấy huy chương ai và đỏ ấy, thì chắc là chỉ có map này thôi mới lấy được huy chương. Còn huy top 1 là dễ lấy nhất so với xanh, còn những map khác ấy, thì sẽ được gần như là sẽ cửa dưới so với xanh. Vì xanh thì được búp khá là mạnh, đỏ thì bị nớp khá là nhiều. Tất nhiên là những nớp của đỏ thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều việc đi AI, nhưng mà xanh được búp thì nó cũng đấy là một vấn đề khiến đỏ sẽ bị bốt xanh nó sẽ mạnh hơn. Còn còn bốt nó có đỏ thì nó lại yếu đi đấy, kiểu về tổng thể, thế nên là xanh nó đi nó dễ hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem video lần này của mình nhé. Chào mọi người.